Hi, xin chào mọi người, các anh chị và các bạn. Có thể nói là trong những ngày vừa qua cảm thấy rất là phấn khởi khi mà stock market đã phục hồi rất là nhanh, và đặc biệt có một cái lộc đầu năm từ stock của Tesla. Thì các bạn biết là trong hơn khoảng 2 tháng trước thì Tesla nó rất là mạnh, và mình đã cố gắng rất nhiều để mà nói đến cái việc là buy the dip của stock của Tesla này. Bản thân mình cũng mua từ mức giá là khoảng 161 đồng cách đây khoảng 2-3 tháng trước. Nhưng mà từ thời điểm mà mình mua cho đến khi mà nó rớt xuống thêm, điểm thấp nhất là mình rớt khoảng hơn 40 mấy %, nhưng mà mình đã cố gắng buy the dip trong suốt thời gian đó. Và có thể nói đến thời điểm này nó cũng đền đáp cho mình một chút xíu, có thể nói là cái lộc đầu năm của năm 2023 này. Và chắc là mọi người cũng rất là phấn khởi vào thời điểm này nếu mà các bạn đã buy the dip và đã giữ stock của Tesla trong suốt thời gian vừa rồi. Trong hơn một tuần vừa rồi là một cái thời điểm mà Tesla đã lên rất là mạnh, hơn 30 mấy % trong vòng một tuần, đặc biệt là ngay sau khi nó ra cái báo cáo tài chính, lại tiếp tục có thêm một cái kỷ lục mới ở trong cái quý này. Sau khi công ty Tesla ra earnings thì stock của nó đã lên rất là nhiều, 2 ngày liên tiếp nó lên được khoảng hơn 20 mấy %, và từ thời điểm thấp nhất cho đến bây giờ thì các bạn cũng thấy là nó lên được hơn 70 mấy % rồi mọi người, trong vòng khoảng chưa đầy một tháng thôi, lên hơn 70 mấy % nếu mà các bạn tính vào cái thời điểm thấp nhất của nó. Trong vòng khoảng 3-4 tuần nữa mà nó lên được khoảng hơn 70 mấy %, và chắc chắn là nhờ vào cái cú đẩy của cái earnings report, cái báo cáo tài chính trong quý 4 vừa rồi. Thì mình muốn nói qua một chút xíu về quý 4 này, có điều gì xảy ra trong quý 4 này làm cho stock của Tesla lại lên mạnh như vậy trong vòng 2-3 ngày vừa rồi. Thì như mình đã nói, Tesla lại làm thêm một cái kỷ lục mới khi mà kiếm được rất nhiều tiền trong cái quý này, biết được tất cả những gì mà Wall Street đặt ra cho công ty này. Revenue, doanh thu thu được là khoảng 24.32 tỷ đô la, so với chỉ là 24.07 tỷ đô la của Wall Street đặt ra. Cộng thêm đó là cái earning của nó 1 đồng 19 cent so với là 1 đồng 12 cent, có nghĩa là nó đã tăng lên hơn 33% so với cái cùng quý năm ngoái. Không có đạt đủ điều kiện như là nhiều người người ta nhắc đến, cũng như là ông Elon Musk đặt ra trong nhiều năm vừa qua, đó là 50%. 33% trong cái quý này cũng rất là tốt rồi. Nhiều công ty nó khốn đốn không làm được cái gì nữa. Các bạn thấy là sau khi cái kết quả này đưa ra tốt đúng mọi người, nhưng mà stock của Tesla lại rớt hơn 2%. Thì sau đó khoảng 2 tiếng đồng hồ, có nghĩa là khoảng 5:30-6 giờ khi mà ông Elon Musk xông ra, ông nói chuyện về cái earnings này, thì stock của nó lại lên hơn 6%. Có nghĩa là từ cái điểm mà nó xuống đến thời điểm nó lên thì nó lên được khoảng 8-9%, và ngày sau đó nó còn lên cao hơn nữa. Vậy thì ông đã nói những gì làm cho cái stock này nó lại lên nhiều như vậy, làm cho nhiều người đổ tiền vào và mua stock của Tesla như vậy sau những tháng tăm tối của Tesla khoảng 3-4 tháng liên tiếp? Mình nhớ là vào thời điểm là tháng 11, tháng 12 thì nó rớt khoảng 40-50% trong vòng một tháng, rất là kinh khủng. Nhưng mà đến tháng này thì nó cũng lên mạnh như vậy. Chỉ riêng một tuần vừa qua thôi thì nó đã lên hơn 30 mấy % rồi. Thì trong cái báo cáo của quý 4 này, Tesla có một vài cái thay đổi so với là những quý trước. Đặc biệt một điều rất quan trọng đó là cái margin đã rớt xuống là 25% so với là 27-28% những quý trước. Điều này có nghĩa là sao? Khi mà Tesla bán ra một chiếc xe với cái mức giá là 100.000 thì nó lời 27.000 trong những cái quý trước, nhưng mà quý này nó chỉ lời 25.000 thôi. Một trong những lý do chính đó chính là cái vấn đề supply chain, cũng như là những cái chi phí sản xuất đã tăng lên hơn rất nhiều so với là những năm trước, tại vì lạm phát tăng cao. Cộng thêm nữa là những cái vụ lockdown ở bên China đã làm chậm trễ cái việc sản xuất xe của Tesla. Nhưng mà các bạn vẫn thấy là Tesla tiếp tục tăng doanh thu của nó lên hơn 33% so với là cùng quý năm ngoái. Nhìn vào cái chart này các bạn cũng thấy, tuy là nó phát triển chậm hơn so với là những năm trước, nhưng mà như mình đã nói rất nhiều lần, bây giờ cái size của Tesla, Tesla đã trở thành một công ty rất là lớn mạnh rồi, nó không còn nhỏ như là thời gian trước cách đây 1-2 năm nữa. Cho nên cái mức phát triển của nó chậm lại một chút xíu trong những năm tới đây là một điều rất là hiển nhiên. Nhưng mà điều quan trọng nhất làm cho stock của Tesla lên mạnh sau khi cái báo cáo này, đó chính là những lời phát biểu của ông Elon Musk. Đầu tiên đó là ông đưa ra cái số lượng xe ông sẽ deliver trong năm 2023 này, đó là 1.8 triệu chiếc xe sẽ được deliver. Và ông cũng nói thêm đó là ông không thể control được
những cái thiên tai, những cái tai họa ập đến, ví dụ như là sóng thần hay là chiến tranh hay là cái pandemic như vậy, thì ông không có control được, cho nên là điều này sẽ làm cản trở cái việc là deliver xe của ông Elon Musk cũng như là công ty Tesla. Và nếu không có những cái vấn đề như thế này thì có thể là ông sẽ deliver được đến cái con số là 2 triệu chiếc xe trong cái năm 2023 này. Đặc biệt là trong cái báo cáo quý này, khi mà ông có một vài lời phát biểu thì ông không hề đưa ra cái dự kiến mới cho những năm tới đây cho công ty Tesla. Tại vì các bạn biết là cái quý này thì cái doanh thu nó không có cao như là những cái quý trước, có nghĩa là nó không có tăng nhanh như những cái trước 40-50%, chỉ là 33% thôi. Thì thường thì những cái ông CEO này ông sẽ giảm đi một chút xíu trong những quý tới đây cho cái dự kiến trong năm này và năm tới đây, nhưng mà ông Elon Musk không hề nói gì về điều này, mà ông chỉ nhắc lại đó là ông sẽ vẫn tiếp tục cố gắng để mà phát triển những cái sản phẩm, những cái dịch vụ của công ty Tesla với cái mức là khoảng 50% mỗi năm. Ông không hề nói đến doanh thu, không hề nói đến lợi nhuận, mà ông chỉ nói đến những cái sản phẩm, những cái dịch vụ của công ty vẫn tiếp tục cố gắng để mà tăng lên khoảng 50% mỗi năm. Và mình nghĩ đây chính là điều làm cho rất nhiều người phấn khởi khi mà người ta đầu tư vào trong Tesla. Thêm một điều rất quan trọng nữa, đó là Tesla đã bắt đầu thu được lợi nhuận từ những cái service của nó đưa ra, ví dụ như là sửa xe hoặc là bán warranty cho những chiếc xe mà đã hết hạn bảo hành của công ty Tesla, thu được khoảng 1.6 tỷ đô la trong cái quý này, và chắc chắn là trong những quý tới đây thì cái số này sẽ tăng lên thêm rất là nhiều. Ông cũng nhắc thêm về những cái nhà máy ở bên Texas cũng như là ở bên Đức sẽ cố gắng để mà hoàn thành và tăng lên cái sản lượng sản xuất xe ra từ những cái nhà máy này trong cái năm này, cộng với là tăng sản lượng của những chiếc xe sản xuất ra ở bên nhà máy ở bên China nữa. Và đây sẽ là một cái cú đẩy rất mạnh cho công ty Tesla trong năm này và năm tới đây 2024. Một tin mà mình không biết là mọi người như thế nào nhưng mà mình rất là mong đợi, đó là sản xuất ra cái xe Cybertruck. Thì những chiếc xe Cybertruck sẽ được sản xuất ra vào cuối năm này 2023, nhưng mà số lượng sẽ rất là ít, số lượng sẽ tăng lên nhanh hơn vào năm 2024, và đây cũng có thể là một trong những cái doanh thu cực kỳ quan trọng của công ty Tesla trong vòng 2-3 năm tới đây, khi mà số lượng xe người ta order cái Cybertruck này rất là nhiều mọi người. Và các bạn cũng thấy chính là vì những cái lý do này làm cho rất nhiều người người ta sợ mất đi cái cơ hội mua stock của Tesla. Hiện tại bây giờ vẫn discount hơn 60 mấy%, người ta vẫn bỏ tiền vào và mua thêm. Và đây chính là lý do tại sao những ngày vừa qua những anh chị đang ôm stock của Tesla cứ cười suốt ngày luôn mọi người, từ sáng đến chiều luôn, nó lên quá trời nhanh. Đây có thể nói là một trong những cái thời điểm lịch sử mà stock của Tesla lên nhanh đến cái mức như vậy, hơn 70 mấy%, từ cái mức thấp nhất của nó trong vòng khoảng hơn 3 tuần thôi mọi người, khoảng hơn 3 tuần thôi. Và đến thời điểm này thì chắc chắn là nhiều người cũng đang rất là phấn khởi đây. Như mình đã nói với mọi người, nếu các bạn tính đến cái việc là mua và giữ stock của Tesla long term thì các bạn nên mua. Chứ còn nếu mà các bạn muốn mua để mà day trade thì các bạn hãy cẩn thận nha mọi người, đặc biệt là những cái thời điểm như thế này. Có nhiều bạn nói là ông Elon Musk, đặc biệt là khoảng 1 tháng trước, khoảng 1-2 tháng trước, khi mà ông người ta nói là ông ham chơi với Twitter, bỏ lơ công việc ở bên Tesla, rồi ông Elon Musk bây giờ đã hết thời rồi, đuổi ông đi để mà thay thế người khác, thì có thể là Tesla sẽ lên hơn thêm rất là nhiều. Và đúng là như vậy mọi người, thời điểm đó thì ông Elon Musk ông chơi rất là nhiều, ông không có quan tâm nhiều đến Tesla và làm cho stock của nó cũng xuống rất là mạnh. Và đây cũng là một trong những lý do ảnh hưởng mạnh từ cái công ty mà ông đang nắm giữ, Twitter. Nhưng mà có một điều như thế nha mọi người, ông Elon Musk ông không có ngu nha mọi người. Ông có thể là ông hơi điên điên chút xíu thôi, mà những người giàu, những người thông minh thì thường có một vài giây như vậy. Ông có hơi điên điên một chút xíu thôi chứ ông không phải là một cái thằng ngu. Cho nên là ông không có điên mà ông giục tiền ra cửa sổ mọi người. Ông luôn luôn có một cái kế hoạch nào đó. Đặc biệt là với công ty Tesla, các bạn nghĩ sao ông giảm giá của những chiếc xe Tesla? Ông nghe demand cái này cái nọ, ông giảm giá chiếc xe Tesla trong cái tháng 1 vừa rồi. Ông nói đây là một trong những cái tháng lịch sử mà cái số lượng người order xe của Tesla rất là nhiều. Một cái tháng lịch sử luôn mọi người. Ông chưa bao giờ thấy cái tháng nào mà ông nhận được nhiều order đến như vậy trong lịch sử của công ty Tesla luôn. Rất là mạnh. Cho nên là chắc chắn trong cái quý tới đây, số lượng xe deliver sẽ tăng lên. Và điều này chắc chắn sẽ làm cho doanh thu của cái quý 1 2023 này sẽ tăng lên thêm rất là nhiều.
Mình đã nói với mọi người rất là nhiều lần rồi, ông Elon Musk, ông không phải là một thằng ngu mọi người. Ông có hơi điên điên chút xíu thôi chứ ông không phải là thằng ngu. Mình mua stock của Tesla để mà giữ long term. Cho nên là dù nó lên nó xuống trong một cái thời gian ngắn không có ảnh hưởng quá nhiều, mình giữ thì mình vẫn giữ thôi. Mình không có cần nhìn vào những cái stock đó khi mà nó xuống thôi mọi người. Và nếu mà thực sự là những công ty này là những công ty tốt thì nó cũng sẽ phục hồi lại thôi. Thời gian trước khi mà Tesla xuống mạnh từ cái mức giá là khoảng 200 xuống 150 một cái là bắt đầu người ta bắt đầu đổ xô ra, người ta bán, người ta chửi, người ta rủa đủ thứ trên đời. Nhưng mình nghĩ là đến thời điểm này chắc có nhiều người rất là hối hận đã không mua stock của Tesla mức giá là 120 đồng, 130 đồng, thậm chí là 150 đồng. Rồi đến những ngày như là hôm qua, hôm trước khi mà stock của nó lên là khoảng 10%, 11%, 12%, trong vòng một tuần lên 30% thì lại đổ xô vào và mua FOMO, không có muốn mất đi cái cơ hội để mà mua stock của Tesla. Nhưng mà mình không có mua trong những ngày vừa qua, mình mua thời gian trước. Xuống đến mức giá là 105 thì mình mua, rồi lên lại 125 thì mình cũng mua thêm một vài xe nữa như vậy thôi. Còn từ lúc đó cho đến bây giờ thì thực sự là mình không hề mua bất kỳ một cái stock nào, không chỉ là Tesla hay là stock nào, mình không có mua cái gì hết. Mình chỉ ngồi mình yên trong suốt là khoảng gần 2 tuần vừa rồi, không có mua cái gì hết luôn. Cho nên là trong thời gian này mình sẽ vẫn tiếp tục giữ cái thái độ như vậy. Có thể là khi mà nó dip một chút xíu, những cái stock tốt thì mình sẽ nhảy vào mình mua. Hôm qua mình tính là mua stock của Intel vào nhưng mà mình đã không có mua. Tại vì mình nghĩ là có thể nó sẽ xuống thêm một chút xíu nữa. Lúc đó thì mình sẽ nhảy vào và mua Intel. Trong video tới đây mình sẽ cố gắng phân tích cái earning của cái công ty Intel, một trong những cái stock mà mình đang giữ rất nhiều xe của Intel và đang có cái ý định là mua thêm stock này. Cho nên là mọi người nhớ subscribe trong cái channel này và theo dõi thêm nhiều video của mình. Thank you mọi người đã theo dõi video này.